Cậu bé tên là Andy Lopez đã chết ngay tại hiện trường vào hôm 22 tháng 10. Ông Rodrigo Lopez, cha của Andy cho biết khẩu súng giả trên là của một người bạn ông. Tương thuật lại vụ việc, hai cảnh sát ở thành phố Santa Rosa thuộc bang California cho biết họ đã nổ súng sau khi cậu bé từ chối hạ khẩu súng cầm trên tay mà họ nghĩ là súng thật xuống. Theo cảnh sát, một khẩu súng nhựa cũng đã được tìm thấy trong dây thắt lưng của Andy. Hai viên cảnh sát liên quan đến vụ việc hiện đã bị đình chỉ công tác để phục vụ điều tra. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi một cậu bé 12 tuổi ở bang Nevada bắn chết một giáo viên toán và làm bị thương hai học sinh trong giờ học của mình trước khi nổ súng tự sát.